chào mừng cả nhà đã đến với kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ của cả nhà nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. IAEA chấp nhận cho Nhật Bản xả nước phóng xạ ra đại dương. IAEA đánh giá kế hoạch xả nước phóng xạ ra đại dương của Nhật Bản đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và quyết định cuối cùng tùy thuộc Tokyo. Kế hoạch pha loãng nước phóng xạ đã xử lý và xả ra đại dương trong vài chục năm của Nhật Bản, phù hợp các tiêu chuẩn an toàn quốc tế liên quan. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cho biết hôm nay, việc xả thải dần dần có kiểm soát này sẽ tác động phóng xạ không đáng kể đến con người và môi trường. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cùng ngày đã trao báo cáo của quá trình đánh giá kéo dài 2 năm cho Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ông Grossi cho biết sẽ tìm cách xoa dịu lo ngại và bố trí nhân viên IAEA tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima để giám sát. Chúng ta phải thừa nhận rằng chuyện này chưa có tiền lệ, Tổng giám đốc IAEA nói thêm rằng Nhật Bản là bên có quyết định cuối cùng trong vấn đề. Nhật Bản sẽ tiếp tục đưa ra giải thích đến người dân và cộng đồng quốc tế một cách chân thành, dựa trên cơ sở khoa học và mức độ minh bạch cao, ông Kishida cho biết. Các quốc gia láng giềng phản đối kế hoạch của Nhật Bản. Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo tuyên bố báo cáo của IAEA không thể được coi là tấm vé để Nhật Bản xả nước phóng xạ và kêu gọi nước này dừng kế hoạch. Nếu Nhật Bản quyết định đi theo con đường riêng, họ sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, bày tỏ đáng tiếc vì IAEA đã hấp tấp đưa ra báo cáo. Nhật Bản tháng 3 năm 2011 hứng chịu thảm họa kép động đất và sóng thần, khiến nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị ảnh hưởng. Ba lõi lò phản ứng tan chảy, giải phóng lượng lớn phóng xạ vào môi trường xung quanh. TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy, phải xử lý hàng trăm bể chứa nước hơn 1 triệu tấn nước ô nhiễm dùng để làm mát lò phản ứng trong tai nạn. Năm 2021, giới chức Nhật Bản dự đoán không còn sức chứa và quyết định lên kế hoạch xả dần nước thải đã qua xử lý xuống biển. Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản dự kiến phê duyệt tiến hành dự án trong năm 2023. Nước xả phóng thải sẽ trải qua hệ thống lọc để loại bỏ các đồng vị phóng xạ, chỉ để lại tritium, một trong hai vòng vị phóng xạ của hydro. Dù tritium độc hại, nó vẫn tồn tại trong tự nhiên và các chuyên gia cho biết lượng tritium trong môi trường sẽ cực nhỏ do hòa lẫn với nước biển. Nhật Bản gần đây đã hoàn tất xây dựng đường ống ngầm để xả nước thải ra đại dương trong 30 năm. TEPCO ngày 12 tháng 6 thông báo bắt đầu thử nghiệm đường ống sử dụng nước sạch. Các nghiệp đoàn đánh cá từ lâu đã phản đối kế hoạch, cho rằng động thái sẽ xóa bỏ mọi nỗ lực khôi phục hình ảnh, trong bối cảnh một số nước đã cấm nhập thực phẩm từ Nhật Bản sau thảm họa. Bản tin tiếp theo, Pháp muốn phạt cha mẹ của thiếu niên tham gia bạo loạn. Tổng thống Pháp Macron đề xuất phạt bố mẹ của những trẻ vị thành niên bị bắt vì tham gia phá hoại và cướp bóc trong các cuộc bạo loạn. Bộ Tư pháp Pháp hôm 3 tháng 7 cho biết gần 4.000 người đã bị bắt từ hôm 30 tháng 6 vì tham gia bạo loạn ở nhiều thành phố. Trong số đó, hơn 1.200 nghi phạm là trẻ vị thành niên bị bắt quả tang có hành vi phá hoại, cướp bóc. Trong cuộc gặp cảnh sát Paris tối 3 tháng 7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất phạt những bậc cha mẹ của những nghi phạm này vì không quản lý được con cái để chúng tham gia gây rối. Chúng ta cần tìm cách đánh vào túi tiền của các gia đình có con cái lần đầu vi phạm như vậy, ông Macron nói. Cuối tuần trước, Tổng thống Pháp cũng kêu gọi các bậc phụ huynh quản lý chặt chẽ con mình, không để chúng tham gia bạo loạn. Trách nhiệm của cha mẹ là giữ con ở nhà, chính quyền không thể làm thay họ việc đó, ông Macron nói. Bộ trưởng Tư pháp Pháp Éric Dupond-Moretti cũng đưa ra thông điệp tương tự và cảnh báo các bậc cha mẹ có phải bị phạt nếu không xuất hiện trước tòa cùng con. Họ cũng có thể phải bồi thường những thiệt hại mà con mình gây ra. Luật của Pháp cho phép phạt tiền tới 32.700 USD và phạt tù tối đa 2 năm với cha mẹ không tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, làm ảnh hưởng tới sức khỏe, an toàn, đạo đức và giáo dục của con em mình. Sau khi sĩ quan Lorian M. bắn chết Nahel, thiếu niên 17 tuổi vi phạm giao thông hôm 27 tháng 6, Pháp chứng kiến làn sóng biểu tình phản đối lực lượng cảnh sát và đòi công bằng cho Nahel trong 6 ngày liên tiếp. Các cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành bạo loạn và cướp bóc, khiến giới chức Pháp triển khai thiết giáp cùng 45.000 cảnh sát trên toàn quốc để ứng phó,
các cuộc biểu tình tới nay đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Tin kế tiếp, thiết giáp Đài Loan phóng tên lửa diễn tập chống đổ bộ. Thiết lập Human Diamond diễn tập phóng tên lửa chống tăng ở bờ biển phía nam hòn đảo, mô phỏng tình huống ngăn đối phương đổ bộ. Trong cuộc diễn tập ven biển gần thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Bình Đông ngày 3 tháng 7, lực lượng phòng vệ Đài Loan điều thiết giáp Huvi di chuyển tới điểm triển khai và phóng tên lửa chống tăng BGM-71 Thâu nhằm vào mục tiêu gần bờ biển, đẩy lùi đợt tiến công của đối phương. Ngoài pha một phóng tên lửa chống tăng, phát ngôn viên phòng vệ Đài Loan Tôn Lập Phương cho biết các đơn vị pháo binh của hòn đảo cũng thực hành bắn đạn thật trong cuộc diễn tập. Hoạt động này cần sát với tác chiến thực tế nhằm giúp lực lượng chúng tôi củng cố sự tự tin và có khả năng phòng thủ, ông Tôn nói. Phòng vệ Đài Loan dự kiến tổ chức đợt diễn tập thường niên và quan trọng nhất mang tên Hán Quang vào cuối tháng 7, với trọng tâm là ứng phó kịch bản hòn đảo bị phong tỏa và bảo tồn năng lực tác chiến của lực lượng. Trong diễn tập Hán Quang, phòng vệ trên không Đài Loan dự kiến cho tiêm kích và máy bay quân sự xuất kích từ các sân bay dân sự. Hoạt động này mô phỏng kịch bản phòng vệ Đài Loan sử dụng sân bay dân sự thay thế cho các căn cứ không quân bị vô hiệu hóa khi nổ ra giao tranh. Lực lượng phòng vệ Đài Loan ngày 30 tháng 6 thông báo phát hiện 5 chiến hạm và 24 tiêm kích của quân đội Trung Quốc hoạt động ven hòn đảo, trong đó 11 tiêm kích vượt qua đường trung tuyến trên eo biển. Bản tin thứ tư, Wagner đối mặt tương lai bấp bênh ở châu Phi. Cuộc nổi loạn của Wagner ở Nga khiến hàng nghìn thành viên lực lượng này đang hoạt động tại đất nước châu Phi đối mặt tương lai bất định. Năm 2018, các tay súng Wagner đầu tiên đặt chân đến Cộng hòa Trung Phi theo hợp đồng với chính phủ nước này để chống lại các nhóm phiến quân nổi dậy. Kể từ đó, tập đoàn an ninh tư nhân Nga nhanh chóng mở rộng hoạt động ở Mali, Sudan và Libya. Đối với các nước châu Phi đang gặp khó khăn vì tình trạng bất ổn trong nước, Wagner dường như trở thành giải pháp cho vấn đề an ninh. Sau khi Wagner giúp Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Faustin Archange Touadéra chống lực lượng nổi dậy, tiếng Nga đã trở thành ngôn ngữ chính thức được dạy trong trường học ở nước này. Các chỉ huy Wagner cũng trở nên nổi tiếng tại thủ đô Bakun. Cộng hòa Trung Phi vốn đối mặt tình trạng bất ổn suốt nhiều thập kỷ, song đây là quốc gia rất giàu kim cương, vàng, dầu và uranium. Tại Mali, quân đội nước này ban đầu dựa vào hợp tác với Pháp, nước từng là mẫu quốc, để đối phó với các nhóm vũ trang liên kết với Al-Qaeda và phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Nhưng sau nhiều năm, khi mối đe dọa an ninh từ phiến quân không suy giảm, giới chức Mali mất kiên nhẫn và quyết định ký hợp đồng với Wagner. Giới quan sát cho rằng mối quan hệ của Wagner với Mali có thể liên quan tới trữ lượng vàng lớn của nước này. Ngoài ra, họ cũng cho rằng Wagner muốn giúp Nga mở rộng ảnh hưởng ở các nước Tây Phi, vốn chịu áp lực an ninh từ IS và Al-Qaeda. Chiến lược hoạt động của Wagner trong 2-3 năm qua là mở rộng cả dấu ấn quân sự và kinh tế ở châu Phi. Julia Stenia, thành viên sáng kiến toàn cầu về chống tội phạm của tổ chức xuyên quốc gia nói. Nhà phân tích cho biết, Wagner là một tập đoàn có cấu trúc phức tạp, với hàng loạt công ty con và theo đuổi hoạt động thương mại ở các nước mà lực lượng này hiện diện. Hợp đồng Wagner ký chế chính chủ Sudan đã cho phép công ty khai thác mỏ M-Invet của Nga mà Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc do trùm Wagner Reuni Ryuzin sở hữu hoặc kiểm soát, thiết lập hoạt động ở đó. Merogon, công ty con của M-Invest, là một trong những đơn vị khai thác vàng lớn nhất châu Phi. Tại Libya, Wagner được cho là không còn duy trì số lượng tay súng nhiều, nhưng khi họ ủng hộ nỗ lực của tướng Khalifa Haftar nhằm chiếm thủ đô Tripoli gần 4 năm trước. Song về mặt chiến lược, hiện diện của Wagner ở Libya tạo ra cửa ngõ cho Nga vào châu Phi, tăng cường ảnh hưởng của Địa Trung Hải. Họ phải chấm dứt suy nghĩ giao phó vấn đề an ninh cho lực lượng bên ngoài. Đó không phải là chiến lược khả thi và các nước châu Phi giờ đây sẽ cẩn trọng hơn khi sử dụng lực lượng Wagner, ông nói. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong series tin tức nóng video chọn lọc ngày hôm nay cũng là bản tin khá là hay và hấp dẫn luôn nha cả nhà. Và bây giờ để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5, bản tin mà mình giới thiệu cho các bạn là hay và hấp dẫn như thế nào, thì chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Thảm kịch tàu hỏa Ấn Độ do công nhân đấu sai mạch. Kết quả điều tra cho thấy công nhân sửa chữa đấu sai mạch trong hệ thống tín hiệu tự động khiến 3 đoàn tàu đâm nhau, 288 người chết. Reuters ngày 4 tháng 7 dẫn báo cáo điều tra của Ủy ban An toàn Đường sắt Ấn Độ CIS cho biết
Vụ va chạm đầu tiên giữa tàu khách và tàu hàng xảy ra hôm 2 tháng 6 do công nhân can thiệp vào mạch tín hiệu trong quá trình khắc phục các sự cố thường gặp ở rào chắn đường sắt gần đó. Nhân viên đường sắt địa phương không có sơ đồ mạch điện tiêu chuẩn, dẫn đến đấu sai hệ thống tín hiệu khi họ cố ngắt mạch rào chắn tự động để sửa chữa. Theo các nhà điều tra, hệ thống tín hiệu bị đấu sai này đã chỉ dẫn đoàn tàu chở khách lao vào đường ray phụ nơi tàu chở hàng đang đổ tại Balasore, bang Odisha, miền đông Ấn Độ. Tàu khách sau đó đâm mạnh vào tàu hàng, lao khỏi đường ray và đâm vào đoàn tàu chở khách đang đi ngược chiều. Thảm họa đường sắt tồi tệ nhất ở Ấn Độ 20 năm qua khiến 288 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Đường sắt Ấn Độ, mạng lưới đường sắt lớn thứ tư trên thế giới với tổng chiều dài hơn 126.000 km, là công ty độc quyền nhà nước do Hội đồng Đường sắt điều hành, thuộc quản lý của Bộ Đường sắt. Mạng lưới đường sắt Ấn Độ đang trải qua quá trình chuyển đổi trị giá 30 tỷ USD với các đoàn tàu mới và nhà ga hiện đại trong nỗ lực của Thủ tướng Narendra Modi nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng và kết nối. Tuy nhiên, tai nạn đặt ra câu hỏi liệu vấn đề an toàn đã được cơ quan quản lý đường sắt Ấn Độ chú ý đầy đủ hay không? Báo cáo điều tra của CIS cho biết đã có sai sót ở nhiều cấp độ trong bộ phận tín hiệu, liên lạc vào các quy trình vận hành tiêu chuẩn không được tuân thủ trong quá trình sửa chữa. Năm 2021, Ấn Độ ghi nhận gần 18.000 tai nạn đường sắt, khiến hơn 16.400 người thiệt mạng. Đa số các trường hợp được ghi nhận là ngã từ trên tàu hoặc va chạm với người trên đường ray. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video và để ủng hộ kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cũng như là bật chuông để nhận được những thông báo khi kênh tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong tương lai sắp tới được nhiều cả nhà hơn nữa ủng hộ mình trong thời gian sắp tới luôn nhé. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin tiếp theo. Bye bye.